thái của Hà An Huy sau khi bị tố lửa dối khán giả gây mất hứng vì thờ ơ với dàn mỹ nhân vây quanh nay phát hiện ra loạt HINT đang hẹn hò đảo thiên đường là chương trình thực tế hẹn hò hot nhất trong thời gian qua dù đã phát sóng tập cuối cùng nhưng những người chơi trong chương trình vẫn nhận được sự quan tâm của netizen mới đây Hà An Huy đã trở thành cái tên gây xôn xao khi bị khui hàng loạt hin thẹn hò theo đó một cô gái lạ chia sẻ hình ảnh thân thiết bên nam ca sĩ sinh năm 2002 trên mạng xã hội. Dù đã khéo léo che chắn nhưng qua đặc điểm vóc dáng, netizen vẫn nhanh chóng nhận ra đó chính là Hà An Huy. Trong bức hình, nam ca sĩ Gen Z và người này đứng sát cạnh bên nhau. Cô gái còn có biểu cảm thân thiết tình cảm chu môi, kèm theo đó là dòng trạng thái nhắn gửi đầy ngọt ngào, nay có người nghỉ hát để đi làm trợ lý. Được cái hay quát và bắt ăn nhưng được cái thương mình. Nguyện yêu thương anh trợ lý kiêm nhiều thứ trong cuộc sống của mình nhất ạ. À. Ngoài ra, nam ca sĩ Gen Z còn nhiều lần tương tác, bình luận qua lại với tài khoản này. Giữa lúc chuyện tình cảm được quan tâm, Hà An Huy tới nay vẫn giữ im lặng và không có động thái nào mới trên mạng xã hội. Trong chương trình Đảo Thiên Đường, nam ca sĩ sinh năm 2002 bị nhận xét rằng là người chơi nam thờ ơ nhất. Nguyên do vì Hà An Huy có phần thể hiện nhạt nhòa, không nỗ lực cố gắng hẹn hò tán tỉnh người chơi nữ nào. Nhiều người cho rằng chính vì nam ca sĩ sinh năm 2002 đã có người yêu ngoài đời nên mới có phần thể hiện như vậy trong chương trình. Một bộ phận khán giả cảm thấy không hài lòng vì người tham gia sâu thực tế hẹn hò lại là người có mối quan hệ tình cảm từ ngoài chương trình tham gia chương trình đảo thiên đường hà an huy được dự nhi nhận xét là vào chương trình để tự chữa lành cho chính mình nguyên do vì dù có đi đết với ai thì nam ca sĩ cũng vẫn bị cho rằng vào mang vai chị em hơn là người yêu qua loạt hình chiếu đương với cô gái lạ netizen cho rằng hà an huy đã có bạn gái nên mới thể hiện nhạt nhòa và giữ khoảng cách với những người chơi nữ trong tập 14, nam ca sĩ sinh năm 2002 đã bị loại khỏi chương trình cùng với cô gái hàn quốc lee hu hà an huy từng gây sốc khi thừa nhận với quyên quy đã trải qua 10 mối tình hà an huy từng chia sẻ anh không có hình mẫu bạn gái lý tưởng Tuy nhiên, giọng ca Gen Z sẽ ấn tượng với những cô gái có mái tóc đen. Bên cạnh đó, Hà An Huy cho biết bản thân có tình yêu lớn dành cho âm nhạc và chính vì vô hạn nên Huy sẽ luôn trân trọng cả những sóng gió và hạnh phúc mà cuộc đời dành cho mình. Mình không có hình mẫu bạn gái lý tưởng, mình sẽ tiến tới và để ý khi cảm thấy đồng điệu trong tính cách và cảm xúc. Có một điểm mà Huy rất thích là mái tóc, thích hơn nữa là tóc đen. Ngoài ra, sẽ rất vui nếu như đối phương có chung sở thích với mình, ví dụ như cắm trại hay những hoạt động ngoài trời chẳng hạn. Ít ai biết rằng Hà An Huy là con nhà nòi chính hiệu. Quán quân Việt Nam Idol 2023 có mẹ là nghệ sĩ Trèo Minh Phương và là cháu ngoại của nghệ sĩ ưu tú Thúy Mơ, nguyên phó giám đốc nhà hát Trèo Hải Dương. Ngay từ khi còn bé, nam sinh được mẹ và bà cho tiếp xúc, làm quen với những làn điệu dân gian cổ truyền. An Huy lấy đó làm gốc, tự sáng tạo nên phong cách âm nhạc của riêng mình. Vào tháng 10 năm 2023, Hà An Huy trở thành quán quân của chương trình Việt Nam Idol 2023, thần tượng âm nhạc thế hệ mới. Đây được cho là bước đệm quan trọng để nam ca sĩ sinh năm 2002 theo đuổi đam mê phát triển con đường nghệ thuật.